Sophie Tuấn em gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCP. Chào toàn thể các bác nhé. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn luôn là thành công trong cuộc sống, kiếm được thật nhiều tiền để có cái động lực theo đuổi cái niềm đam mê săn bắn của mình anh em nhé. Như anh em đã biết là bên shop Huy Tuấn em là một shop chuyên cung cấp ra thị trường những dòng súng hơi khí nén bắn chim như Condo, FX và Benjamin. Anh em nào có nhu cầu về mặt hàng sản phẩm nào, vui lòng liên hệ trực tiếp một trong ba số điện thoại trên biển em đã để đây anh em nhé. Một trong ba số điện thoại này anh em gọi trực tiếp vào số nào cũng được, em là người cầm máy cả ba số luôn để trực tiếp tư vấn cho anh em và trực tiếp để giải đáp mọi cái thắc mắc của anh em về cái môn súng ống này nhé anh em nhé. Hai số điện thoại ở bên trên đầu kia là của em là có liên kết với Zalo, số bên dưới hiện tại Zalo đang khóa, anh em cứ liên kết Zalo với hai số ở trên đầu nhá. Gọi điện thì gọi số nào cũng được anh em nhá, để đảm bảo mua bán thành công nhất thì anh em cứ gọi điện cho nhanh, ngại gọi điện thoại có thể kết bạn Zalo anh em nhá. Em để chế độ công khai, anh em cứ nhắn tin thoải mái, em nhận được tin nhắn sẽ hồi âm lại cho anh em nhá. Như anh em nhìn trên màn nhỏ đây, đây là tổng thể là 7 cây củi anh em nhá. 7 cây củi ở cấu hình tầm trung. Đấy, giá tiền từ hơn 3 triệu đồng cho đến 5 triệu đồng quay về nhá. Có cả hơn 5 triệu đồng nữa anh em nhá. Đấy, giá tiền nào cũng có để phục vụ cho tất cả anh em đam mê chơi trên cả nước. Thì trong cái mùa dịch bệnh Covid hiện nay thì giá thành có những cái cây củi này nó đã được giảm xuống rất chi là nhiều để phục vụ cho tất cả anh em chơi. Thì anh em có nhu cầu hoặc là đam mê mà có cái thích mua sắm cho mình một cây củi để về đi săn bắn thì cái thời điểm này đang là thời điểm thích hợp để anh em mua nhá. Đấy, cây nào có giá nó cũng sẽ được giảm xuống vài 300.000 để anh em có thể sở hữu cho mình một cây củi nó hoàn thiện nhá anh em nhá. Thì những cái cây củi này thì em giới thiệu chi tiết từng cây củi một. Video có thể là hơi dài vì em sẽ giới thiệu từng cây một anh em nhá. Mời anh em lán lại xem hết video của em, mời anh em đón nhận hết video của em nhá anh em nhá. Em sẽ giới thiệu chi tiết để anh em có thể hiểu rõ hơn về cấu hình của nó. 7 cây củi này đều là của 7 bác khách ở 7 cái tỉnh thành khác nhau. Em xin phép được giấu tên anh em nhé. Em xin phép được giấu tên. Tất cả những cây củi của bên shop làm lên đều là khách đặt thì em mới làm chứ không phải em ráp lên để quay video. Có nhu cầu mua hàng, đặt hàng liên hệ trực tiếp một trong ba số điện thoại trên nhé anh em nhé. Rồi, em sẽ đi vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay luôn để đỡ mất cái thời gian nhiều của tất cả anh em. Thì hai cây này anh em nhé, hai cây này đều là cây Condo Talon Mili anh em nhé, cấu hình như nhau. Đấy. Kính là kính bút neo, chữ khắc vàng. Có đèn hồng tâm bắn được cả buổi tối anh em nhé. Đấy, bộ hơi em sử dụng bình nhôm đít bằng, van Superwell hộp đỏ, giảm âm 1 khúc, tay cầm nhựa 2 mảnh, co 3 mảnh dầu đồng, tay kéo inox, khung là khung XS2021, khung Talon Mili, có tăng chỉnh bố ở bên ngoài anh em nhé. Lòng là lòng Lotha Wiser tem vàng anh em nhé, 10 inch, 12 khư tuyến chơi kẹo trì là 5.5, bao chuẩn chỉ cho anh em khoảng cách chơi và lượng mồi là 50m anh em nhé. Đó, 3.900.000 đồng anh em nhé. 3.900.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em. Hai cây bên dưới này nhá. Cây bên trên cấu hình vẫn như hai cây bên dưới này, nâng cấp là kính Discovery anh em nhá. Cây đó báo giá công khai cho anh em luôn để anh em cân đối tài chính này. 4.300.000 đồng anh em nhá. 4.300.000 đồng nâng cấp lên thành kính Discovery 3-12x42. Còn cấu hình cũng như hai cây bên dưới y xì nhau, chỉ nâng cấp kính thôi anh em nhá. Đó, em qua cây bên này anh em nhá, giới thiệu nhanh thôi để tránh mất thời gian của anh em. Anh em nhá. Đây anh em nhá, em sẽ giới thiệu hai cây vuông ở bên dưới này trước anh em nhá. Thì cái cây bên dưới này cũng báo giá công khai cho anh em luôn là 5 triệu đồng nhá. 5 triệu đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi. Kính Discovery 3-12x42 anh em nhá. Hàng Discovery ưu điểm của nó thì cực kỳ là sắc nét anh em nhá. Đó, bình nhôm đít bằng, van Superwell, giảm âm là giảm âm phi 35, giảm này cực êm nhá anh em nhá. Tay cầm nhựa 2 mảnh, có mảnh dầu đồng, khung là khung Talon vuông anh em nhá. Khung XS2020, khung vuông xương cá, khung này cực kỳ là dày dặn và chắc chắn nha anh em nhá. Đó, lòng là lòng 14 inch anh em nhé. Lòng là lòng 14 inch, lòng Lotha Wiser tem vàng nhập loại 1 chất thép SR45. Đảm bảo cho anh em chơi khoảng cách 7-80m lượm mồi anh em nhé. 7-80m lượm mồi. Đấy, chơi kẹo trì 5.5, 12 khương tuyến chất thép SR45 anh em nhé. Lòng Lotha Wiser tem vàng nhập loại 1. Đó, chống bào mòn khương. Cây này 5 triệu đồng anh em nhé. Giới thiệu anh em cây bên trên. Đấy, cây bên trên cấu hình cao hơn một chút. Nó cao hơn là ở cái van anh em nhé. Đó là cái van cricket đen và cái đôi tay gỗ. Thì cái cấu hình nó cũng như cây bên dưới thôi, chứ nó chỉ khác nhau là cái van cricket đen và đôi tay gỗ. Cây bên dưới cao tiền hơn 5.300.000 đồng anh em nhé. 5.300.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi. Cấu hình như bên dưới, chỉ khác nhau van và đôi tay gỗ thôi anh em nhé. Em không cần thiết phải giới thiệu cái cấu hình nữa. Em sẽ lên cho anh em cây tiếp theo bên trên. Cây bên trên cũng với giá là 5 triệu đồng anh em nhé. 5 triệu đồng nhưng cấu hình cũng như bên dưới này. Cấu hình cũng như bên dưới nhưng đổi lại nó sẽ là khung tròn anh em nhé. Nó sẽ là cái khung tròn mà nó sẽ là cây thẳng dài anh em nhé, cũng là 5 triệu đồng, bao cho anh em 8-90m vụt cỏ lượm mồi luôn vì nó là cây thẳng dài anh em nhé. Lòng là lòng 20 inch, 50cm anh em nhé, cực kỳ là chuẩn chỉ và chuẩn xác luôn anh em nhé. 5 triệu đồng rẻ như cho anh em nhé, giá thành bây giờ nó rất chi hợp lý rồi. Cây bên trên là một cây Condo Z anh em nhé. Em sẽ tiến lại gần hơn để cho em nhìn rõ hơn cái cây Condo Z này nhé, là vậy nó hơi xa đó.
Đây anh em nhá, một cây Condo Z này, Condo Z Talon hạ ngắm, cấu hình tầm trung, cũng báo giá công khai cho anh em luôn 5.200.000 đồng. 5.200.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi anh em nhá. Đó, rất chìa đẹp, kính là kính Discovery 3/12x42, giảm âm một khúc của Bushnell anh em nhá. Đó, tay cầm nhựa hai mảnh, có mảnh da van là van Z Superwell, bình là bình nhôm đít bằng, khung là khung Z Talon hạ ngắm, lòng là lòng 14 inch, lòng lô tha wire tem vàng nhập anh em nhá. Chơi 60m bắn những con chim nhỏ, 70-80m anh em lượm cò. Anh em mà chơi lâu rồi, có kinh nghiệm bắn rồi, có thể bắn được xa hơn. 5.200.000 đồng anh em nhá. Đó, em báo giá lại một lần nữa cho anh em nhìn thấy luôn nhé. Anh em thích cây nào chụp ảnh lại màn hình này, em đi qua lại một chút này. Đấy, em sẽ để lại khoảng vài giây để anh em chụp lại màn hình nhé. Cây này 5.200.000 đồng nhé, Condo Z hạ ngắm. Anh em thích chụp ảnh lại màn hình gửi qua Zalo cho em nhé. Đó, cây bên dưới này 5 triệu nhé, cây Condo thẳng dài này, giá 5 triệu nhé. 5 triệu đã bao gồm cước phí vận chuyển nhé, tặng kèm cho anh em là một hộp đạn nhé. Cây này là 5.3 triệu anh em nhé, cây này là 5.3 triệu, 5.300.000 đồng cũng tặng một hộp đạn luôn anh em nhé. Đấy, số điện thoại của em đây, liên kết Zalo anh em nhé, hoặc là gọi điện thoại đều được. Cây bên dưới này 5 triệu đồng anh em nhé, cũng là 5 triệu đồng luôn. 5 triệu đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển, đều tặng một hộp đạn cho anh em. Anh em thích chụp lại màn hình gửi qua Zalo cho em nhé. Đó, cây bên này 4.300.000 đồng anh em nhé, 4.300.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển nhé. Đấy, tặng kèm một hộp đạn luôn. Hai cây bên dưới này, hai cây bên dưới này là 3.900.000 đồng, 3.900.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển nhé. Đó, em đã báo giá công khai cho tất cả anh em rồi để anh em cân đối tài chính rồi. Đấy, có nhu cầu mua hàng đặt hàng liên hệ trực tiếp một trong ba số điện thoại này, liên kết Zalo thì có hai số trên đầu, hai số chữ đỏ nha anh em nhé. Đó, ok chưa? Đấy, bên Shop Vi Tuấn, một điểm đến tin cậy dành cho anh em đam mê nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ đến em. Một video ngắn em xin kết thúc ở đây, hẹn gặp tất cả anh em ở những video clip tiếp theo nhé. Xem video đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ em. Chào toàn thể anh em.